Thưa quý vị, đất nước của chúng ta đã trải qua và gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề của chiến tranh sau hơn 47 năm giành lại độc lập. Đâu đó trên mảnh đất hình chữ S vẫn dai dẳng nỗi đau mang tên chất độc màu da cam. Chính vì vậy, sự chung tay góp sức của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn là nguồn động lực góp sức kịp thời để nỗi đau màu da cam sẽ được xoa dịu. Những hộp sữa, bánh kẹo, những thùng khẩu trang và những vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày. Đó là những món quà được trích ra từ số tiền tích góp của hai em nhỏ Đỗ Minh Quân và Đỗ Minh Anh, hai người con của doanh nhân Đỗ Minh Hòa. Là một gia đình gốc Hà Nội có truyền thống làm từ thiện, chuyến tặng quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin tại Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin thành phố Hà Nội là một trong hàng trăm chuyến thiện nguyện hướng tới cộng đồng đã được gia đình anh chị Hòa Hương tổ chức với mong muốn được chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn mà nơi đây đang phải đối diện. Được theo chân bố mẹ đi làm từ thiện từ lúc bé, được gặp gỡ và tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, được trao tặng và chia sẻ những món quà nhân ái cho người nghèo là bài học lớn mà hai anh em Minh Quân và Minh Anh nhận được trong chuyến đi này. Cháu thấy là những chuyến đi từ thiện như này nó vô cùng là thiết thực và vô cùng ý nghĩa. Và đặc biệt hơn nữa thì hôm nay là ngày kỷ niệm 61 năm thảm họa chất độc da cam ở Việt Nam. Và cũng như các chuyến đi từ thiện khác thì hôm nay gia đình cháu đến thăm nơi đây cũng với trước thì mong muốn là có thể chia sẻ những cái thiệt thòi, những cái mất mát và những cái hậu quả mà thảm họa chất độc da cam đã để lại cho những bệnh nhân. Kể từ năm 2011, vợ chồng anh chị Đỗ Minh Hòa và Phạm Lan Hương đã bắt đầu tổ chức hoạt động nấu cháo miễn phí đem tặng bệnh nhân nghèo ở bệnh viện K2 Tam Hiệp. Và cũng bắt đầu từ ngày đó, hàng trăm chương trình thiện nguyện lớn nhỏ đã được gia đình anh chị Hòa Hương phát tâm và triển khai rộng rãi, không chỉ ở Hà Nội mà còn tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Với mong muốn, một miếng khi đói bằng một gói khi no, lá lành đùm lá rách, những chuyến thiện nguyện giàu ý nghĩa đã được gia đình anh chị tổ chức thường xuyên. Nhiều bạn bè thân quen thấy vợ chồng anh chị làm nhiều việc thiện đã tự nguyện chung tay cùng tham gia những chuyến từ thiện để hỗ trợ, tặng thêm những phần quà nhân ái cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Trong chuyến đi ngày hôm nay, có sự có mặt của hai vợ chồng ông bà Nguyễn Quốc Cường, nguyên đại sứ Việt Nam tại Mỹ và phu nhân, bà Hoàng Minh Hà. Tôi thì trước đây là nguyên là đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ từ năm 2011 đến năm 2014. Và trước đó thì tôi cũng nhiều dịp được đi thăm những cái trung tâm về nạn nhân chất độc da cam. Và luôn luôn để lại cho chúng tôi những cảm xúc rất là đặc biệt và cũng rất muốn chia sẻ với những gia đình bị nạn nhân chất độc da cam như vậy. Tôi khi ở Mỹ tôi cũng đã nhiều lần phát biểu với chính giới Hoa Kỳ, đại diện chính quyền từ Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan của chính phủ Hoa Kỳ cũng như là Quốc hội Hoa Kỳ, những ban lãnh đạo của Quốc hội Hoa Kỳ về những cái mất mát, những cái đau thương của phía Việt Nam, hy sinh mất mát rất là to lớn của phía Việt Nam trong cuộc chiến như vậy, và cũng đều kêu gọi một cách rất là thẳng thắn là phía Mỹ cần phải có trách nhiệm nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn để giải quyết những vấn đề hậu quả chiến tranh đó, trong đó có vấn đề nạn nhân đối với những nạn nhân chất độc da cam. Những số phận éo le đang được chăm sóc tại Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin thành phố Hà Nội từ khi sinh ra đã không may mắn được như bao người khác. Họ là những nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin, mang trên mình những di chứng khủng khiếp của hậu chiến tranh. Dẫu vậy, tại trung tâm, những hoàn cảnh éo le như vậy đã và đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị tốt trong suốt nhiều năm qua bởi tình yêu thương và chia sẻ của các cán bộ tại trung tâm. Và hơn thế nữa, họ còn nhận được sự chia sẻ giúp đỡ của cộng đồng xã hội mà chương trình thiện nguyện nhân ái do gia đình doanh nhân Đỗ Minh Hòa và bạn bè cùng tổ chức là một đơn cử. Đó chính là sự động viên to lớn, một liều thuốc tinh thần vô giá, một sợi dây nhân ái gắn kết tình người, vẫn đã, đang và sẽ được chia sẻ bằng những tấm lòng nhân ái người Hà Nội. Về đây nhiều lần rồi, và đặc biệt 2 năm qua bị Covid và cũng hạn chế về, thì cho nên là cứ 3 tháng lại gửi quà về thăm và tặng quà trung tâm qua online. Và hôm nay là nhiều cảm xúc, tại vì cũng mấy năm rồi, 2 năm nay không về. Và khi về thấy nhiều những người thân mặt, gương mặt quen quen như bạn ca sĩ hát tặng là rất là xúc động. Và
qua đây thì rất cảm ơn có đại sứ Nguyễn Quốc Cường và phu nhân và các bạn ba hai gia đình đi cùng mua quà chia sẻ. Mình muốn làm sao là phải chia sẻ nhiều hơn cho các nạn nhân nữa và kêu gọi và mọi người, các nhà hảo tâm về đây nhiều hơn chia sẻ nỗi đau da cam. Cũng trong chuyến đi lần này, vợ chồng anh chị Hòa Hương cùng những người bạn của mình đã tới thăm thêm một địa chỉ cần sự giúp đỡ và chia sẻ, Trung tâm Chăm sóc Người Khuyết Tật Hà Nội. Vợ chồng anh chị không thể nhớ nổi đã có bao nhiêu chương trình thiện nguyện được tổ chức bền bỉ và dài kỳ trong thời gian qua. Và cũng không thể nhớ hết những người bạn quen biết vì nhờ những chuyến đi ấy mà theo hẳn con đường thiện nguyện để được chung tay giúp đỡ và chia sẻ tới những hoàn cảnh yếu thế, thiệt thòi, kém may mắn trong xã hội. Nhưng có lẽ điều mà vợ chồng doanh nhân Đỗ Minh Hòa không thể quên được đó là tình cảm vô hình sâu lắng giữa con người với con người khi trao đi và nhận lại. Bài học mà vợ chồng doanh nhân Đỗ Minh Hòa muốn dạy dỗ và sẻ chia tới những người con của mình chính là sống là phải biết yêu thương, sẻ chia tới những số phận bất hạnh. Và cứ vậy, những chuyến thiện nguyện phía trước vẫn đang đón đợi tấm lòng giàu nhân ái của hai vợ chồng anh chị Hòa Hương.